Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Các thầy cô dạy bộ môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 chúc các em có sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thầy hướng dẫn các em nội dung ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6. Đề bài gồm hai nội dung. 1. Vẽ một bức tranh về cảnh sinh hoạt gia đình mà em mơ ước. Nội dung 2. Viết một đoạn văn 3 đến 5 dòng nêu cảm nhận của em về mơ ước của mình. Các em có thể tham khảo. Để hoàn thành bài kiểm tra, các em chú ý đến tiêu chí đánh giá. Đầy đủ các yêu cầu trên. Sản phẩm hoàn chỉnh, đúng chủ đề, trang trí đẹp, hợp lý. Viết được một đoạn văn 3 đến 5 dòng, đúng về hình thức và nội dung. Trong quá trình thực hành trên lớp, sử dụng đồ dùng an toàn và dọn dẹp vệ sinh khi hoàn thành. Chúc các em hoàn thành tốt bài kiểm tra. Thân ái chào các em.